Di động bây giờ chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình nhận được hàng của bạn Đại gửi cho mình từ Hải Phòng, Thủy Nguyên Hải Phòng nhá. Em kiểm tra mình xem là bạn ấy gửi cho mình máy gì trong này nhá. Hộp hơi xấu một chút. Ok, hộp hơi xấu một chút. Nhưng không móp méo là được rồi. Hộp này đóng gói kiểu gì ấy. Bạn này bọc rất kỹ, hai lớp hộp nhau, phải một lớp thôi nhá, ngoài chỉ hộp giấy nhá, bên trong là hộp khác rồi bốn đấy, bạn được trong hộp này. Đây máy bạn này chỉ để trong hộp, nó không có túi chống sốc gì cả. Ok anh em, chiếc Redmi Note 7 kèm một bức thư. Máy màn hình vẫn lên nhưng không có đèn. Ok, hay lại bệnh mất đèn hay là do màn hay do đèn đây. Ok anh em, để mình kiểm tra thử cho bạn ấy nha. Bật vẫn rung, vẫn nhìn thấy chữ mi bên dưới. Công nhận mình có nhìn thấy chữ bên dưới thật nha. Anh em sẽ khó nhìn đấy, nhưng mình sẽ đã nhìn thấy. Để có nhìn được không? Rất khó nhìn nhá. Máy thì đã có người tháo sẵn rồi nha anh em nha. Đã có người tháo rồi. Máy thì thợ mới tháo đến đây vì thế còn cả tem anh em nhá, tem vẫn còn nguyên nhá. Không biết họ tháo hẳn ra chưa, nhưng mà hiện tại tháo tới đây, không biết thử màn chưa. À chắc thử pin, thử màn rồi. Tem thì vẫn còn, mình sẽ thử màn trước này, thử màn và thử pin trước. Xong phải tại màn hay tại cái gì nhá. Máy thì vẫn lên nguồn, nên mình sẽ thử một cái màn khác trước. Hơi khó thử một chút. Mình sẽ đóng ngửa này luôn bạn này, không cần phải. Đấy, sẽ đóng thẳng vào đây luôn. Nghĩ là do main nha anh em nha, nghi ngờ là 80% do main nha. Mình bật cũng không lên sáng, không sáng hình gì cả. Sáng ăn dòng sạc bình thường. Ok, thì mình sẽ tháo hẳn ra kiểm tra cho bạn ấy nhá. Đây nhá, mình sẽ dùng một cái main khác, màn khác để mình test nhá. Hiện tại mình chỉ có máy treo thôi. Còn máy này đang bị treo phát bốt để mình test. Pin hết sạch quá. Đây nha, một cái máy của mình đang bị, đây nha, vẫn lên bình thường nha. Máy đang bị lỗi anh em nha. Đấy, mình dùng cái màn này để test. Thì chắc chắn là phải dùng đồ sống cho chuẩn. Đây mình sẽ dùng cái màn này. Vỡ một kính nhưng mà vẫn test được, xem tại main hay tại màn.
Ok em, máy đã lên và màn hình vẫn không lên gì, có nghĩa là mất hiển thị trên main. Rồi mình sẽ thử lại cái màn của bạn đấy nha. Chắc cú máy còn tem mình chưa muốn tháo, không mình sẽ tháo tem ra ngay lập tức rồi. Khó thử ghê nhỉ. Thôi, chắc bắt buộc phải tháo ra nhá. Đằng nào cũng phải tháo ra thôi. Tem thì tem. Sửa trên main bắt buộc phải tháo ra thôi. Để test cho nó dễ không hỏng màn. Nha, mình sẽ test cái màn này nha. Tại màn của bạn ấy vẫn sống nhá, vẫn lên được hình nhá. Ok. Tại màn vẫn lên nhá. Ok, đã test xong là màn sống, main chết, main lỗi. Rồi bây giờ tiến hành sửa main. Bệnh này thì mình đã sửa rất nhiều lần rồi, cho nên không có gì về ấy nữa cả. Mình sẽ làm nhanh video thôi anh em nhé. Rồi. Vân bệnh muôn thuở của nó anh em nha. Vẫn chập này, tụ này, cuộn dây này, vẫn đèn CC này. Mình sẽ phải đo đạc lại chút cho chắc cú. Đây nha anh em, đầu tiên là con tụ này. Một đầu chập, một đầu không chập này. Một con hơi giò này. Mình thấy nó rất vàng vàng ở khu vực này có vấn đề. Con dế đứt lìa rồi anh em nha. Không phải là con dế đứt nha. Sẽ đo đây là áp cấp cho nó này, đi qua con FL à, con cầu chì này, cuộn dây này, từ bắt đầu đến đây đi qua đầu này, dạ đứt ta nhé, phải chọc thẳng nó ngố ra, dạ đứt cuộn dây là một này, sẽ nhấc cuộn dây ra trước này. Đây, đầu tiên mình sẽ nhắc cận dây ra nhá và điện tụ ra nhá. Cuộn dây bị thông hai đầu nhưng không thông này, em thấy chưa? Hai cuộn dây nhá, hai đầu phải thông, ở đây không thông luôn nhá, em thấy không? Con tụ này thấy xấu xấu thì mình cứ nhắc ra kiểm tra chắc cú nhá, không thấy vấn đề gì cả. Tụ là không chập. Như vậy có nguyên nhân thì cuộn dây mới chết, thì cuộn dây tự chết thì cũng hơi khó. Tốt nhất là mình cứ thay cả dàn. Đấy, tụ có giò nhẹ này anh em nhìn này. Tụ có giò nhẹ đấy nha, không giò hẳn nha. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Giò thấp thôi chứ không không chập thẳng nha. Đấy, lý do đấy. Vẫn là lý do đấy, cuộn dây thì chết hẳn nha. Đấy. Còn diode, cho thử xem nào. 0,136. Diode có vẻ còn bình thường.
Ok, để mình sẽ thay cuộn dây và thay con tụ nha. Đây nha, mình sẽ lấy hai con này nha. Ok, thay hàng cũ đây nha, thay hàng cũ này. Đã xong nha, bây giờ đóng vào test thử nha. Cuộn dây là hơi bẹ, nhưng mà xếp lên. Đã lên anh em nha. Đã lên nha. Ok. Đã lên, bây giờ sẽ test hết các chức năng cơ bản. Xem sáng tối ok là xong. Mở khẩu đó rồi. (2988). Ok, màn đã sáng đẹp. Ok, không vấn đề gì nha. Đã xử lý xong. Ok anh em. Như vậy mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Bệnh của nó đây. Đầu tiên là chập tụ cho đến chết cả cuộn dây. Diode không bận gì. Thằng yếu thằng đấy chết trước. Đấy, bắt buộc thì cuộn dây lúc nào phải thay. Thì cuộn dây nóng sẽ bị sai chỉ số. Đấy, nguyên nhân chỉ có hai em này thôi. Ok anh em. Bệnh này mình đã làm nhiều rồi. Thôi mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi của mình nha. Chào tất cả anh em nha.